Trong mục Việt Nam thức giấc hôm nay, chúng tôi mời quý vị đến thăm đỉnh núi Ngọc Linh thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây được mệnh danh là thủ phủ của sâm Ngọc Linh, một loại dược thảo được coi là quốc bảo của Việt Nam chúng ta. Bà con nông dân ở đây thì đang nuôi trồng và chăm sóc sâm Ngọc Linh như thế nào? Phóng viên Minh Đức sẽ giới thiệu tới quý vị ngay sau đây. Xin chào buổi sáng tất cả các đồng nghiệp cũng như quý vị khán giả. Mình Đức có một cái may mắn là có một đêm đã trải nghiệm rất là thú vị trên đỉnh núi Ngọc Linh này, nơi mà được mệnh danh là thủ phủ của loài sâm quý của Việt Nam. Và để tìm hiểu thêm về cái loài sâm quý này, chúng ta cùng gặp gỡ với một người nông dân đang làm việc ở nơi đây. Xin chào các anh. Thưa anh, tại sao là người nông dân ở đây phải dậy sớm như thế này? Dạ vâng, mình ở đây là mình dậy sớm, mình về chăm sóc chăm bón thì cây sâm này, bảo vệ cả chim cả chuột cho các người trộm cắp, mình phải bảo vệ thường xuyên. Cái vườn sâm này khoảng 5 năm tuổi không anh? Có cây 3 năm tuổi, có cây 4 năm tuổi, có cây 7 năm tuổi, có cây 10 năm tuổi. Như cây này thì mấy tuổi rồi nhỉ? Cây này là khoảng là 7 tuổi. Có hoa đẹp quá. Lần đầu tiên Đức thấy cây sâm như thế này đây, không biết là cái củ nó như thế nào. Anh có thể nhổ lên một cây cho xem được không? Được. Anh xin phép nhé. Dạ vâng. Với cái cây như thế này thì chúng ta có thể thu được thương phẩm và giá trị cũng rất là cao. Và để tìm hiểu thêm về cái giá trị của cây sâm, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những người nông dân trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ, chúng ta cùng trở lại với bản tin chào buổi sáng. Tiếp tục với mục Việt Nam thức giấc, không khí buổi sáng trên đỉnh núi Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam, nơi đây được coi là thủ phủ của sâm Ngọc Linh, quốc bảo của Việt Nam chúng ta. Trên thị trường thì loại sâm này có giá bán rất cao, từ khoảng 60 đến 150 triệu đồng 1 kg. Vì sao loại sâm này lại có giá trị cao như vậy? Phóng viên Minh Đức sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý vị. Xin mời anh ạ. Vâng, thưa quý vị, khi nhắc đến sâm, người ta thường nhắc đến những cường quốc sâm như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ hay là nước Đức. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu gần đây cho rằng chính sâm Ngọc Linh, sâm của Việt Nam mới có giá trị chất lượng cao nhất trên thế giới. Và để tìm hiểu thêm về cái giá trị của cây sâm trong đời sống của đồng bào các dân tộc ở trên vùng núi Ngọc Linh này, chúng ta cùng gặp gỡ với anh trưởng trại sâm. Xin chào anh, có thể chia sẻ là đời sống của đồng bào Xê Đăng nó gắn liền với cây sâm như thế nào và nó có giá trị như thế nào trong cái đời sống của đồng bào? Họ đi núi đi rừng á, bị thương hoặc là đau bụng gì đó, họ dùng cái cây nữa họ để họ ăn, họ chữa trị. Được biết là cái cây này có thể sử dụng hết tất cả toàn thân. Cái lá thì dùng như thế nào và cái củ thì dùng thế nào, còn cái hạt thì dùng thế nào, anh có thể chia sẻ được không? Đối với cây sâm, nói chung mình tận dụng hết. Tốt nhất là củ, để thân, còn lá là họ ngâm. Lá, thân là họ ngâm hoặc ngâm rượu hoặc là pha trà uống. Vâng, thưa quý vị, đối với cây sâm thì không những mang lại giá trị kinh tế mà còn nhiều cái giá trị khác trên cái vùng núi Ngọc Linh này. Và hiện nay thì chính cây sâm này cũng đã làm thay đổi cái tập tục canh tác cũng như là thay đổi cái diện mạo của cái đời sống của người dân đồng bào Xê Đăng và Ca Dông trên đỉnh Ngọc Linh. Và câu chuyện đó thì chúng ta sẽ còn chia sẻ trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ chúng ta cùng trở lại với trường quay. Mời quý vị trở lại với mục Việt Nam thức giấc với không khí buổi sáng trên đỉnh núi Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam, thủ phủ của quốc bảo sâm Ngọc Linh. Những cây sâm được người dân nơi đây chăm sóc và nâng niu trong nhiều năm. Ngược lại, đến khi thu hoạch, mỗi cây sâm sẽ mang lại cho họ thu nhập tốt hơn, cuộc sống ổn định hơn. Phóng viên Minh Đức sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị. Xin mời anh ạ. Trong không gian như thế này mà mỗi buổi sáng chúng ta có một ly trà sâm như thế này uống để nghe tiếng chim hót trong rừng đại ngàn giữa đỉnh núi Ngọc Linh thì thật là tuyệt vời. Thưa anh Đoàn, không biết là từ ngày anh trồng sâm thì cuộc sống gia đình mình thay đổi như thế nào? Dạ vâng, ở đây là mình trồng sâm là và cho học sinh sống gia đình, được sinh sống bàn trao đi học đi hành. Như đây là mình phải rút đất đai và cha nó và ôm cho nó phát triển thêm.
Đâu mình đã phá đâu ta là cái sâm cũng không có lớn. Có nghĩa là để trồng được cây sâm này thì phải giữ rừng đúng không anh? Phải giữ cái tán rừng cho tốt để cây sâm mới phát triển được. Và chính như vậy cho nên thành người dân ở đây là không phá rừng. Và đặc biệt là nếu mà trồng sâm thì mình không cần phải di dời nơi canh tác, không phải di dân như trước đây, phải không ạ? Thưa anh Tuấn, hiện nay thì cái vùng Trà Linh này thì có bao nhiêu hộ dân là trồng sâm và cái định hướng sau này của hợp tác xã mình là như thế nào? Thưa anh, hiện tại là đối với tôi, đoàn Trà Linh hiện tại là diện tích trồng là 1.200 hecta, có 45 chốt trên toàn toàn hợp tác xã. Còn về quy hoạch sau này vùng mà mở rộng tức là em được biết là Thủ tướng Chính phủ vừa rồi đã ra một cái chủ trương rằng là phải phát triển cây sâm, cây quốc bảo trở thành một cây quốc kế dân sinh, và đó sẽ là cái cơ hội để cho vùng núi Ngọc Linh của chúng ta được đổi đời, nhất là đối với đồng bào Ca Dông và đồng bào Xê Đăng. Thưa quý vị, chắc có lẽ câu chuyện về sâm Ngọc Linh sẽ còn nhiều câu chuyện thú vị nữa. Còn bây giờ chúng ta sẽ trở lại với bản tin Chào Buổi Sáng. Xin mời trường quay. Vâng, cảm ơn anh. Trong một hội nghị mới đây thì Thủ tướng đã giao hai tỉnh là Quảng Nam và Kon Tum cùng các bộ ngành liên quan phải biến quốc bảo sâm Ngọc Linh thành quốc kế dân sinh, và Việt Nam chúng ta phải trở thành một cường quốc về sâm. Việc này rõ ràng là không thể thực hiện trong một sớm một chiều được, nhưng chúng ta không phải là không có những lợi thế. Bởi đơn giản thôi, xét về mặt dược tính thì sâm Ngọc Linh của chúng ta đâu có thua kém gì sâm Hàn Quốc nổi tiếng thế giới đâu ạ. Và thông tin này cũng đã khép lại chương trình Chào Buổi Sáng sáng nay của chúng tôi.